Ok bạn ơi, thì trước khi vào video thì mình xin giới thiệu với anh em một cái tựa game mà hiện tại là mình chơi rất là nhiều luôn nha. Và tựa game có thể nói là tựa game mà phong cày cực kỳ nhiều luôn bạn ơi. Tựa game này có tên là Genshin Impact, là một tựa game phiêu lưu ở trong thế giới mở mang phong cách anime và có thể nói là hot nhất ở thời điểm hiện tại luôn. Genshin Impact sẽ đặt các bạn vào một nhân vật đang bị kẹt ở trong một cái thế giới nơi mà chứa đầy những ma thuật và có 7 nguyên tố và những sinh vật vô cùng kỳ bí. Trong lúc bạn đang tìm kiếm những người anh em thất lạc của bạn thì bạn sẽ gặp được những người bạn đồng hành mới với những sức mạnh nguyên tố, 7 vị thần và có một thần linh bé nhỏ sẽ luôn đi theo bạn, đó chính là Paimon, người sẽ giúp cho bạn trau dồi thêm kỹ năng và đáp ứng được số phận của mình. Và mới đây nhất, phiên bản mà được những bạn fan của Genshin Impact mong chờ nhất đã được công bố thời gian cập nhật với vô số những điểm nổi bật và không ít phần nội dung mạo hiểm đang chờ các bạn khám phá. Vậy thì bây giờ mấy bạn hãy cùng với Phong, chúng ta sẽ cùng nhau xem qua có gì mới trong cái phiên bản 1.6 này nha. Đầu tiên thì phải nhắc đến một cái nhân vật 5 sao hoàn toàn mới được ra đời, Lá Đỏ Đuổi Suối, là một nhân vật hệ phong và có đến tận 5 sao nha mấy bạn. Kazuha là một nhân vật có thể sử dụng kỹ năng nguyên tố để kéo kẻ địch và vật thể, đồng thời bản thân cũng có thể bay lên không trung và dùng kỹ năng để thực hiện những pha tấn công, và khi đáp đặc biệt thì có thể xua tan được mây mù, gây ra sát thương nguyên tố và tạo ra hang gió nhỏ để kéo các vật thể và kẻ địch vào. Có hai cách để các bạn có thể thi triển được kỹ năng Chihayaburu, đó chính là nhấp và nhấn giữ. Khi nhấp thì các bạn có thể nhanh chóng bay lên không trung, và trong khi đó các bạn nhấn giữ có thể mở rộng được phạm vi và có thể tăng được sát thương. Kỹ năng nộ của Kazuha đó chính là nhất đao chảm. Kazuha sẽ để lại một khu vực mang tên là một khắc gió thu, gây ra sát thương nguyên tố phong và ngắt quãng cho kẻ địch ở trong đó. Đọc tới đây thì chắc là mấy bạn cũng cảm thấy là Kazuha giống như một cái nhân vật nào đó rồi đúng không? Và thứ hai chính là sự trở lại của bé nhân vật Loli Kute siêu cấp có tên là Kali. Nếu ai đó hỏi nhân vật nào trong Genshin Impact nhất định phải có thì Kali chắc chắn là chiếm được một suất cao nhất trong bảng xếp hạng vì độ Kute vô đói và số ốp bá đạo của cô nhóc rồi. Banner Kali dấu chân của lửa sẽ tăng khả năng của nhân vật Kali này từ ngày 20 tháng 10 đến ngày 10 tháng 11, tức là 20 ngày. Các bạn chỉ có 0.6 cơ hội để có thể nhận được Kali từ banner. Nhưng với bảo hiểm 90 lần cầu nguyện thì chắc chắn bạn sẽ nhận được một nhân vật 5 sao. 50% là nhân vật 5 sao đó sẽ là Kali. Nếu không thì các bạn sẽ phải bỏ ra 90 lần cầu nguyện nữa và lần này đảm bảo là sẽ nhận được Kali nha. Và điều thứ ba cũng là một điều rất là đặc biệt, đó chính là sự xuất hiện của skin trang phục mới của Jin, Giấc Mộng Gió Biển. Skin Genshin Impact cũng có hệ thống skin sao? Tất nhiên là có rồi đấy. Genshin Impact hứa hẹn sẽ khiến cho cộng đồng game thủ dậy sóng nhờ hai bộ skin đẹp mắt dành cho hai nhân vật, đó chính là Barbara Mùa Hè Rực Rỡ và Jin Giấc Mộng Gió Biển. Với chủ đề bãi biển đầy quyến rũ và những bộ skin này chắc chắn sẽ được tung ra trong mùa hè sắp tới. Cùng với những điều đặc biệt nổi bật đã nêu trên thì bản cập nhật mới lần này còn mang đến cho các bạn vô số những tính năng thú vị mới như cốt truyện mới và vô số những hoạt động bên lề như xoáy nước, cuộc đua, lướt sóng, chiến thuyền, pháo chủ lực âm thanh vang vọng. Vậy thì còn chần chờ gì nữa nào mấy bạn ơi, hãy cùng với Phong và tất cả thành viên của Hero Team tải ngay Genshin Impact phiên bản 1.6 mới nhất ở bên dưới phần mô tả và bình luận nha. Mình sẽ để bên dưới phần mô tả và bình luận nha các bạn, nghe thôi là thấy hấp dẫn rồi. Nào là có nhân vật mới nè, nào là có trang phục mới, skin mới. Trời ơi, kỳ này là Phong sẽ phải gọi là cày tiếp rồi các bạn ơi. À, mệt rồi đó. Ok, và cảm ơn các bạn nha. Nhớ tải game nha các bạn. Rồi, ok mấy bạn ơi. Thì hiện tại bây giờ Hero Team bọn mình đang vào trong một cái mini game có tên là Ai là người build nhanh nhất mọi người ạ. Đấy. Thì như bạn nào chơi Minecraft thì chắc các bạn cũng biết cái trò này rồi. Chúng ta ngày 3 4. Đây. Cái trò này sẽ là như thế này đó bạn, chúng ta sẽ quan sát cái này nó build như thế nào và chúng ta sẽ build lại y hệt như vậy nha. Đấy, và ai build nhanh nhất và build đúng nhất thì người đó sẽ là người sống sót cuối cùng nha các bạn. Đó, mình sẽ build nè. Đó. Hồi nãy mình nhìn không khó nha. Mình nhìn như thế này mình không biết đúng không. Nói về build thì mình là đỉnh nhất team rồi. Nói về build mình đỉnh nhất rồi. Vậy luôn hả Kai? Đúng rồi. Nghe có vẻ ghê quá nha. Đây mình hình như mình nghĩ là mình đã đúng được gọi là 80% rồi đó bạn. Thử coi. Đấy. Không biết có đúng hay không ta. Đấy. Ủa. Đúng không ta? Đúng rồi. Ơ. Đúng không ta? Ủa sao mình nhìn đúng không ta? À đúng rồi, mình sai đúng rồi các bạn ơi, mình sai đúng rồi, hình như mình sai đúng rồi. Ok. Còn 7 giây nữa mọi người ơi, còn 7 giây nữa. Ôi, tôi xong rồi, anh em xong chưa? Sao mày vậy nữa? Rồi, đó. Rồi. Ê, tôi xong rồi nhá. Ok, hết giờ. Rồi. Để coi coi. Ôi trời. Tôi được nhá. Mình vẫn sai, một chút mọi người ơi. Ai là người bị lại đây? Mình đúng 100% nè, mình đúng 100% nè. Ai là người bị lại? Đúng mà. Ơ, bạn nhận được 100% nè. 99%, bạn bị lại. Oh no. Ủa, bị lại.
Rồi xong. Ôi, tập trung quan sát. Đó, mọi người thấy cái trò này nó kinh khủng chưa các bạn? Ok. Mọi người ơi, tôi rút kinh nghiệm cho mọi người này, tôi biết tại sao tôi sai rồi, đó là tôi mặc dù tôi xây đúng hình nhưng mà lệch vị trí. Đúng rồi. Không được lệch vị trí nha. Không được lệch vị trí đâu, lệch vị trí vẫn thua nha. Cái trò này hơi bị khó đây. Trời. Ok. Không không, cái này mình quan sát kỹ các bạn ơi, mình nghĩ cái này mình sẽ đúng. Yes. Cái này đúng rồi. Ủa. Perfect. Ủa khoan, vẫn sai vị trí. No. Như thế này. Cô là không ơi. Như thế này hình như thế này. Một đúng rồi. Đấy. Bên kia tự. Perfect. Yeah, xong rồi. Rồi. Ôi, cái lệch của ai ơi. Oh my god. Đi nào. Ok các bạn ơi. Cái lệch rồi. Rồi mọi người, từ từ mọi người. Đang đánh giá. Mọi người cứ bình tĩnh, từ từ để cho nó tự đánh giá mọi người đừng cứ nói. Ok, để xem có ai sẽ là người bị loại đây. 100% đúng mấy bạn ơi. Yeah. Ai bị loại? Rồi, Kairon bị loại. Tạm biệt Kai nhé. Ok. Cái này khó nha. 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3. Ok. Phải đúng vị trí á mọi người. Cẩn thận sai vị trí á mọi người. Chết rồi. Cái này khó không biết dạ, đúng không đây. Mình không biết cái đúng hay không đây. Mình phải cố gắng. Mỗi người có kiểu xây khác nhau mà. Có người xây miệng trước nè. Có người xây nguyên cái khuôn mặt trước như vịt nè. Lạ đi. Người ta xây nguyên cái khuôn mặt trước xong rồi fail ở đâu thì người ta sẽ sửa đấy sau trời. Không đủ để cho khuôn mặt đó bạn. À ở ha. Chết rồi. Mình bắt đầu quên nè các bạn ơi. Mình bắt đầu quên rồi. Không biết cái đúng không đây. Chết rồi. Cái mắt nó sao ta trời. Từ. Em bắt đầu quên rồi chị đây. Mẹ mọi người ơi ra lận đi. Ro xong rồi kìa, ra lận đi mọi người. Oh no. Nửa cái mặt luôn. Ồ may quá, mày cái người bên kia bị loại chắc rồi các bạn ơi. Cái người bên kia mới xây được có nửa cái mặt. Sao đi bị loại nè. Rồi xong luôn. Tội nghiệp. Sammy đã bị loại. Ok. Trời ơi. Rồi. Rồi. Bốn người. Ôi trái tim gì tướng. Trái tim à. Có lắc ở dưới kìa. Một không. Ok, mình nhớ một tí rồi. Ủa trái tim thì được quá. Sammy ơi. Sammy ơi, cổ vũ cho Phong đi. Không phải cho tim cho tôi mà. Ok. Không phải cho tim cho tôi mà. Ok, Phong sẽ cố gắng hết sức. Cố lên Phong. Cố lên dịch ơi, em biết là anh xây trái tim nó tặng em mà. À không gì. Cái gì vậy? Tôi sao? Cái gì mà nghe thấy ghê vậy ba? Ủa khoan, sai rồi. Hình như cái gì đó sai bạn ơi. Cái gì sai rồi. Ô, hoàn hảo rồi. Vịt lại rồi. Ủa cái trái tim của ai mà nhìn giống cái quả thận vậy. Ok, bạn nhận được 100%. 93% bị loại. Rồi. Mr. Dịch đã bị loại. Ok. Tầm này 100% mới được cứu lại nha anh trai. 100% lận. Bây giờ hiện tại là còn Mèo Simi và Phong Cận và Siro bạn ơi. Phong nhìn kỹ cái này cũng không khó. Ok. Ok. Dễ. Khó lắm cái tỷ lệ. Gì ra hình bánh canh vậy? Oh my god, cái này là cái gì vậy mọi người? Từ. Rồi trong sim xây con cua hoàng đế rồi. Ủa thì nó là vậy mà. Nó là cua hoàng đế mà. Từ. Đây, ok, tập trung xây đèn đèn. Mình sẽ cua hoàng đế được hay vậy. Mình sẽ xây nhanh. Mình sẽ cố gắng xây nhanh hết có thể. Rồi sẽ chuẩn nè, rồi sẽ chuẩn nè. Lên Phong lên một lóc nữa. Ê Phong ơi, cái màu tím lên lóc nha. Đi được quên rồi. Chết rồi. No. Mình sai rồi. Cái này không ai đúng hết á. Ủa sim đúng. Đâu có sim đúng nè. Em đúng. Mình hay Siro sẽ bị loại đây. Mình hay Siro bị loại đây. Tôi sẽ xóa Siro bị loại. Yeah. Ok, chúng ta. Ok. Bây giờ gần nhà tôi. Ôi, dễ. Bây giờ còn Phong Cận và Mèo Simi. Vậy nè. Đi chào dẫn chứng nè. Nhớ kỹ nha. Rồi. Bây giờ còn Phong Cận và Mèo Simi bạn ơi, mình không thể nào để thua Simi được.
Em gái tôi và chị Tê, chị Tê, chị Phong cả. Cô là Sim ơi. Ok, ok. Cô là Sim ơi, cô là Sim ơi. Cô là Phong ơi, sao ai cũng ngủ Sim vậy? Không ai cổ vũ tôi hết các bạn ơi. Tôi cổ vũ không? Yeah, hoàn hảo. Perfect, perfect, perfect. 14 giây nữa, 14 giây nữa. Bố phạt các bạn ơi, mình thắng rồi, mình thắng rồi, mình thắng rồi. Simmy sai đi, Simmy sai. 4, 3, 2, 1. Trời ơi. Rồi, xong luôn, tôi biết ai thắng rồi bạn ơi, tôi thắng rồi. Yeah. Rồi, sao Simmy đừng quyền luôn rồi, Simmy là cấp 1. Ok, Phong cận 100%. Oh my god. Hay quá, Phong cận chiến thắng mọi người. Yeah. Bùm. Hay chưa? Ok. Không có gì đâu, cổ mỗi Sam cổ vũ Phong thôi đó Phong. Ôi, em không cần ai cổ vũ hết chị ạ. Em không cần ai cổ vũ hết. Sam cổ vũ em thôi là quá đủ rồi à. Mà biết lý do tại sao không cổ vũ mày đó Phong? Ok. Ok bạn ơi, thì các bạn đã thấy trận đấu vừa rồi thì Phong Cận đã giành được chiến thắng các bạn ơi. Bạn thấy Phong gọi là có say hay không? Trời, cũng may là pha cuối ông Rô ổng thua các bạn. Chứ ông Rô ổng mà thắng mình đối đầu với Siro là mà hơi bị mệt luôn á nha. Ok. Và cảm ơn anh em đã xem video này nha. Nếu như mà anh em thấy thích video này, đừng quên hãy để cho Phong một like, một share và nhấn vào nút đăng ký ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy qua bên kênh YouTube của Sammy, Kairon, Kamui, Mít tơ dịch, Siro, ai nữa ta, Trần Đức Bo để đăng ký ủng hộ cho tất cả mọi người nha anh em. Và đừng quên là đăng ký ủng hộ cho tất cả các thành viên của Hero Team luôn nha. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Đừng quên tải Genshin Impact ra. À đúng rồi, mấy bạn đừng quên tải Genshin Impact về chơi nha các bạn. Ok. Bye bye.